Như vậy là tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức chót tương lai bằng việc tiếp tục ở lại thi đấu cho Yokohama FC. Và đây cũng là một quyết định dũng cảm của chân sút xứ Nghệ. Trong thông báo vừa được đưa ra vào sáng ngày 7 tháng 1 năm 2024, trang chủ câu lạc bộ Yokohama FC đã bất ngờ xác nhận việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo Nguyễn Công Phượng ở mùa giải 2024. Như vậy, chân sút đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Nhật Bản thêm một năm nữa. Điều này cũng đập tan những tin đồn cho rằng Công Phượng sẽ quay trở về Việt Nam sau khi đã phải đánh bóng băng ghế dự bị tại Yokohama FC trong suốt mùa giải J-League 1 vừa qua. Sau khi gia nhập Yokohama FC hồi đầu năm ngoái, Công Phượng gần như không để lại một dấu ấn nào tại đội bóng xứ sở Phú Tang. Theo thống kê, chân sút người Đô Lương, Nghệ An mới chỉ có 2 lần được đăng ký tại J-League Cup 2023 và một lần vào sân từ ghế dự bị ở phút bù giờ hiệp 2 trận thua trước Nagoya Grampus. Với thành tích thi đấu khá nghèo nàn đó tại Nhật Bản, không bất ngờ khi Công Phượng đã bị ông Philippe Chusier ngó lờ khỏi danh sách hội quân đội tuyển Việt Nam hướng tới Asian Cup 2023. Lần gần nhất người hâm mộ được thấy anh góp mặt ở đội tuyển Việt Nam là vào đợt FIFA Day tháng 9. Khi đó, Phượng đã tỏa sáng bằng một bàn thắng vào lưới đội tuyển Palestine trong hiệp đấu thứ hai. Đây cũng là một pha ghi bàn mang đậm thương hiệu của tiền đạo sinh năm 1995 ở thời điểm đỉnh cao phong độ. Anh mạnh mẽ đi bóng và nhẹ nhàng dứt điểm, bóng nằm gọn trong lưới làm cầu trường nổ tung. Tưởng như bàn thắng đó sẽ giúp Phượng ghi điểm, với huấn luyện viên Chusier thì ở lần hội quân hồi tháng 10 năm ngoái cũng như trong chiến dịch Asian Cup lần này, cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai đã bị ông thầy người Pháp gạt ra khỏi kế hoạch nhân sự vì lý do chuyên môn. Việc bị bất suất góp mặt ở tuyển Việt Nam giống như một hồi chuông cảnh tỉnh với Công Phượng về chuyện tương lai của mình. Rõ ràng thông điệp của ông Chusier muốn gửi tới chân sút xứ Nghệ qua chuyện này là việc Phượng cần phải đảm bảo được thời gian ra sân chơi bóng nếu muốn có suất trên tuyển. Chia sẻ trước báo giới, nhà cầm quân người Pháp không ngại cho biết Công Phượng thiếu trải nghiệm thi đấu thời gian qua khiến cậu ấy gặp khó khăn trong việc hoạt động cường độ cao và gây áp lực thường xuyên. Qua trao đổi, tôi đã khuyên cậu ấy nên tìm cơ hội thi đấu ở môi trường câu lạc bộ. Với yêu cầu của tôi, các cầu thủ phải thi đấu thật giàu năng lượng và nhiệt huyết hơn. Yêu cầu đã được đưa ra và Công Phượng cũng thừa hiểu là mình cần chơi bóng thường xuyên nếu muốn được ông thầy người Pháp để ý. Tuy nhiên khi mà cơ hội thi đấu cho đội 1 của Yokohama FC vẫn đang rất mong manh thì thật khó để anh có thể đáp ứng được yêu cầu từ vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam. Trong thời gian qua, đã có những lời khuyên từ giới chuyên môn cho rằng Phượng nên trở về Việt Nam để cứu vãn sự nghiệp. Thay vì tiếp tục cuộc phiêu lưu tìm suất thi đấu ở đội bóng Nhật Bản, Công Phượng hoàn toàn sẽ có cơ hội trở lại sân cỏ nếu được đá tại V-League. Đây cũng là điều mà những Văn Lâm, Quang Hải, Văn Toàn đều đã trải qua sau khi từ nước ngoài về Việt Nam chơi bóng. Thế nhưng khác với lựa chọn của số đông, Phượng lại kiên định với con đường mình đã chọn, đó là tiếp tục ở lại khoác áo Yokohama FC. Thực tế chân sút sinh năm 1995 đã không còn lạ gì việc thất bại khi ra nước ngoài thi đấu. Trong quá khứ, anh từng không thành công khi gia nhập các đội bóng Mito Hollyhock, Incheon United, Sinchuiden và gần nhất là Yokohama FC. Có lẽ thất bại quá nhiều đã khiến Phượng nung nấu một khao khát, quyết tâm tìm kiếm thành công nơi xứ người bằng mọi giá. Với nhiều người, việc tiếp tục gắn bó với Yokohama của Công Phượng được xem là một quyết định mạo hiểm, phi lý trí và thiếu tính thực tế. Nhưng có thể với Phượng thì đó lại là mục tiêu mà anh cần phải chinh phục bằng mọi cách trong phần còn lại của sự nghiệp. Năm nay cựu sao Hoàng Anh Gia Lai cũng đã ở tuổi 29 và thời gian để anh duy trì phong độ chơi bóng đỉnh cao cũng không còn quá nhiều. Chính vì thế, việc gia hạn với câu lạc bộ Yokohama có thể cũng sẽ là cơ hội cuối để anh tìm kiếm hy vọng tỏa sáng ở đất khách quê người. Khi mà Công Phượng đã dám đi, dám đối mặt với những khó khăn khi thi đấu ở nước ngoài thì hẳn là anh đã không hối hận với sự lựa chọn của mình. Bởi thế có thể hiểu được vì sao Công Phượng lại lựa chọn gia hạn với Yokohama, mặc dù điều này có thể sẽ khiến anh khó có cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.